thì con chỉ cần lấy là cái hex 2 của đứa thứ hai thì hex 1 của đứa thứ nhất, tức là 2.72 nhân 22 23 cộng 42.12 rồi trừ đi 2.72 nhân với 22 ha, cộng 42.12. đây thầy sửa từ dưới lên em lại, tại con thấy mấy câu dưới là difficulty level 3 4 lần. sửa từ trang 5 này đi ha. Câu 31 này level 3, làm thêm vài câu level 3 nữa tới level 4 ha. Mà thực ra cũng chưa cần làm tới level 4 đâu, tại vì con đang học cái mức standard mà ha. Mà mức thời gian mấy bài lên tối đa là lên level 3 thôi, tập trung vào level 2 với 3 thôi ha. Dạ. Level 4 là dành cho các bạn học ở mức cao hơn, ví dụ. Đó, mình con làm level 2 mà còn bị sai mấy câu kìa, thấy không? Tới câu 27 này. Carden started a new job selling dental chairs. Anh chàng này làm một công việc mới, đó là bán ghế nha sĩ. Những cái ghế mà người ta ngồi để làm chăm sóc răng miệng, phẫu thuật răng rồi này nọ ở các cái phòng nha khoa ha. He earns a basically plus commission for every chair he sells. Cái công việc sale này thì người ta sẽ có một cái mức base salary, nó là fix. Ví dụ như ở Việt Nam mình thì sale bất động sản là chính ha. Thực ra cũng có sale những lĩnh vực khác, ví dụ sale trang thiết bị y tế nha, bán đồ cho các bệnh viện ấy. Thì đó là một cái mức fix nó khá là thấp. Ví dụ như buôn bán bảo sáng thì mức fix này có thể là 6 triệu hoặc 5 triệu gì đó một tháng ha. Rồi là cái commission. Commission này là hoa hồng. Nó sẽ tính theo phần trăm của cái giá trị sản phẩm mà người ta bán. Ví dụ như bán một cái chung cư trị giá là 2 tỷ đồng thì cái người bán hàng này sẽ được 2% lợi nhuận ha. Mức 2 tỷ, 2% của 2 tỷ. Đó là commission hoa hồng. Con hiểu không? Dạ có. For every chair he sells. Cho nên là cái người, tất nhiên cái commission này nó sẽ có cái rate, cái percent khác nhau tùy vào cái loại sản phẩm. Ví dụ như là một căn chung cư 2 tỷ thì cái rate là 2% commission. Nhưng mà bán một cái ghế thế này thì commission có thể là 10%, 15% ha. Tùy loại sản phẩm, tùy cái giá trị của sản phẩm và cái mức độ bán hàng nhanh hay chậm, nhiều ít. The questionable gives Cadence annual salary. Cái thu nhập của anh chàng này trong một năm thì được mô tả bằng cái equation một năm. 40.000 đô cộng thêm 500 sơ gì đó. Sơ là gì? Selling C dental chairs. C này là cái số sản phẩm mà anh ta bán được. C sản phẩm, ví dụ như bán được 100 cái ghế trong năm đó, thì nhân 100 vào thì anh ta sẽ có tổng thu nhập ha. Based on the question about what is Caden base salary. Rồi người ta hỏi base salary là bao nhiêu? Tại vì cái này người ta nói rằng là đây là cái thu nhập theo năm. Cái từ khóa là annual này con. Annual nghĩa là theo năm. Như vậy cái base salary của anh ta sẽ là 40.000. Là cái mức cố định fix á, 40.000. Vậy là câu trả lời là 40.000 thôi. Con thử đọc đề suy nghĩ tự làm câu 28 này một xíu đi. Tầm 3 đến 5 phút. 5 phút thì hơi lâu ha. Mấy câu này thực ra là khi mà làm bài thi thì con chỉ có khoảng 1 phút rưỡi thôi. Mình đọc một câu nào đó trong 1 phút mà mình không nghĩ được cách làm thì mình bỏ, mình chuyển sang câu tiếp theo ha. Sao con làm được không? Dạ được thầy. Ừ, là câu B ha. What is the difference in their height? Femurs. Predict the height of the femurs. Trẻ sơ sinh đó, kiểu như là mới sinh ra vài ngày, vài tuần gì đó ha. Người ta gọi là femurs. Thì cái đó là chiều cao của đứa bé này. Unit là centimeter. Chiều cao ban đầu này, lúc mà nó vừa được sinh ra là 42.12 cm ha. Ủa nhỏ xíu ta. Coi có bao giờ mà bế một đứa bé mới sinh vài ngày chứ. Nó nhỏ xíu thôi ha. Anthropologist found the femur two different people. Của hai người khác nhau. Một đứa thì đo được 22 cm, đứa khác đo được 23 cm. What the difference in their height? 22-23 này người ta đang nói đến gì? Length of the femur F. 22-23 này tức là cái length nhé. Length, chiều dài. Thì mình thế vào chiều F này này. Difference between the height thì con chỉ cần lấy là cái hex 2 của đứa thứ hai trừ hex 1 của đứa thứ nhất, tức là 2.72 nhân 22 23 cộng 42.12 rồi trừ đi 2.72 nhân với 22 ha, cộng 42.12, thì cái phần này nó sẽ cancel nhau. Như vậy là mình chỉ cần quan tâm đến chuyện 2.72 đem nhân với 23 trừ đi 22 này là còn 1 nhé. Thì câu trả lời là cái này này.